Bây giờ ông nhăn nhảy quá, ông ngồi ông bờ coi ào rồi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đang có mặt ở nhà của anh Phương này cả nhà. Thì lúc gài thì trời trở gió, gió bắc cũng gần Tết rồi. Anh Phương anh đang nằm này cả nhà, đắp mền kín bít hết trơn à, không biết lạnh không biết nữa, để hỏi ông lạnh không? Mày lạnh không? Lạnh không? Thì đương nhiên là tôi phải lạnh rồi. Hôm qua hỏi ông nè cho cập nhật cái tình hình của anh Phương để cho khán giả xem nè. Khán giả ai cũng yêu mến anh Phương hết. Dạ. Có đừng có mấy ông này cũng ngồi khán giả thôi. Cái gì? Tôi không nghe. Có mấy ông này cũng mệt. Con hổm gà con mệt hả? Dạ. Trời đất cơ, tội nghiệp không? Hổm gà mệt hả? Dạ. À, là mình mệt sức khỏe hay là mình không trị bệnh mình mệt? Ừ. Em có nghe người ta nói là những người mà bên tâm linh mà nếu mà không trị bệnh cứu đời đó là bị giặt dữ lắm, bị mệt dữ lắm, có không anh Phương? Dạ có. Có hả? Em thì em tìm hiểu tâm linh, em có nghe nói gì đó, nếu mà người đó có phần có căn, nếu mà không trị bệnh á, không giúp đời á, là bị phạt và bị mệt, bị dằn vặt trong người, nó khó chịu lắm, đúng không anh Phương? Dạ. Nó như thế nào anh Phương? Bực nhất vừa bực cứ không ăn hôm nay đó, ăn lượng chén cơm miếng cơm mà rồi gì nữa mỗi lần ăn tôi nghĩ mình chết con cả nhà mẹ hôm nay còn ngừng con miếng mẹ con cái gì bức rứt là la mẹ luôn hả? Rồi kỳ cục vậy ta. Rồi bây giờ mình muốn làm sao? Bây giờ ý anh Phương là mình muốn làm sao? Bây giờ con muốn trị bệnh. Con muốn trị bệnh hả? Mà căn nhà ông ơi kỳ con nhớ con buồn quá à. Mà khán giả không lợi chị hả? Con buồn quá à, phải không? Thì hiện tại á, tại anh biết anh Phương biết sao không? Nó cái trong cái đợt dịch nè bỏ hành ra rồi, mọi người ta cũng ít có hạn chế, ít có đi, cho nên thì ta cũng muốn tới anh Phương để thăm. Trước mắt là người ta muốn thăm nè, muốn thăm anh Phương. Chứ bây giờ thì hiện tại thì ở xa lại đó, nó cũng nhiều, nó cũng hơi lu bu đó. Cho nên bây giờ mình cũng để từ từ đi. Nhưng mà mình nếu mà mình có chị á, mình giúp mọi người á, thì một ngày mình khoảng chừng vài người thôi ha, được không? Không. Không hả? Ông đội nhiêu? Ông đội nhiêu trời? À. Mà anh giúp nhiều anh mệt rồi sao? Mắc cái nội lực. Mẹ biển ơi. Để anh Phương nói gì để anh nói. Sao anh Phương? Mỗi ngày 20 người ơi. Giờ một ngày 20 người. Ông đã ông yếu rồi, ông yếu rồi mà ông đâu ngày nào 20 người. Bữa hổm tôi nghe nói là một ngày khoảng 7 người thôi là được rồi. 7 người là đúng theo ông Tư, ông về ông kêu rồi. Bây giờ ông nhăn nhảy quá, ông ngồi ông bờ coi ào rồi.
bây giờ là năn nỉ quá, ông cho làm hả? Ông cho làm bao nhiêu? Ai cũng người muốn hay. ông cho một ngày 20 người hả? À. Trời đất ơi, năn nỉ tội nghiệp anh Phương ghê không? Một ngày 20 người. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Phương ha cả nhà. Anh Phương thì lúc gài thì anh nói là bây giờ là không có chịu bệnh đó, bức ức trong người lắm. Nó khó chịu lắm hả anh Phương? Gì? Bữa nào mà nó không trị bệnh cho ai hen là nó bức khắc cho nhà nó. Chị hai nó cũng chửi luôn á. Dạ. Chửi hai nó luôn. Không giữ mà, không giữ sợ luôn. Hai bữa nay đó mẹ đuổi nó ra rồi, nó là xin lỗi. Xin lỗi. Con mẹ đừng buồn con, nó sao tao đâu có buồn mày đâu. Hôm qua khách thành phố này vô ấy cũng chửi. Tá lả cho tá lả cho bà kêu á, bà lắc đầu nó cho mẹ chửi, nó cãi tôi ba. Đạt ba luôn. Nó thôi để tôi kiếm xe đi về mẹ rồi. Thì... đem vô tao cho thùng đồ nữa, bốn cái áo nữa. Bức ức lắm mà. Dạ. Rồi không chịu bệnh bức ức. Mà làm người ta nhiều thì đau. Ừ, làm nhiều thì đau. Cho nó làm á thì sợ mà... cho nó làm á thì sợ đau, còn không cho nó làm thì bức ức bực bội. Kêu mẹ ông tư này mà ông kêu mà ngày bảy người bảy người thôi đừng làm quá sức có công quá rồi đi, cái thằng này nó đau, mẹ khổ đó. Vi nó điện vô nó nói hoài luôn. Cái này cũng bớt khách trời, cái này cũng bớt rồi. Rồi không? Rồi đó. Cảnh giả. Dạ nói gì đi, nói với khán giả đi. Chỉ là đã, chỉ là đang nghỉ. Mà nói chứ đừng có bức ức, đừng có đừng có la mẹ nghe. Mà con nghĩ á, thường á là thấy có nhiều người ta bị về tâm linh đó, với người ta trị bệnh đó, nếu mà người ta không trị trong người tôi khó chịu lắm, nó không biết sao nữa, cái đó vấn đề đó không biết sao nữa. Con thấy có nhiều người con quen đó, người ta cũng làm thầy đồ đó, người ta không có trị, người ta bức ức lắm. Đúng không? Em nói đúng không? Đúng. Mà trong khi đó là mình chỉ là không có nhận tiền, cũng không có cái gì cả. Nói chung là mình... dạ, mình làm phước luôn đó. Kiếm bệnh nhân để trị. Dạ, mấy cái chai nước này là người ta đem lại người ta cho đó ha. Đưa rồi đó. Ờ, dạ. Lóc sáu dài sáu chai là nhóc hết trơn luôn. Ra cái chỗ lò này nó tới đây luôn. Dạ. Yeah. Rồi cái nó dưới cái nó nói thôi không làm thì mình uống. Lai ga chai nhỏ gì lớn có chứ. Ừ. Để luôn. Hỏi không nào? Hôi không hả? Không, bây giờ có đái không mà hôi. Sao? Rồi lúc gài có nhổ cái răng nào nữa không? Không, trời ơi, còn có mấy cái đó người. Ông mới xịt dầu thơm mà. Đây là cả nhà ơi, anh Phương thì không có trị bệnh, anh Phương rất là bức ức, khó chịu trong người. Cỡ mẹ cả nhà. Cái gì? Cả mẹ. La mẹ luôn hả? Ờ. Ồ trời ơi. Thôi mà đừng có la, thôi mình gắng kìm lại đi. Con ông kỳ vân có như ra. Con sao?
con dùng công không có kịp. Khó chịu hả? À? Khó chịu lắm hả? À? Con lương công con cắn nha không? Lương tâm con cắn rứt lắm hả? À? Trời ơi. Bởi vì mình thấy đó cả nhà. Nếu mà nhiều người á, người ta không có tin về tâm linh. Nhưng mà tâm linh á là có thật. Có đôi lúc á là cái người thầy, người mà đã giúp đời rồi đó, muốn trị bệnh cho một cái bệnh nhân đó, vấn đề về tâm linh, nghe cả nhà, nói về tâm linh á, nếu mà không có trị cho người đó, giúp được mọi người á, thì cái trong người á, nó bứt rứt mà nó khó chịu, nó có cảm giác như thế nào không anh Phương? Cảm giác có nóng không? Có nóng không? Như cái cảm giác nó giống như là một cái căn bệnh nào đó, đó là nó có giống như căn bệnh nào đó không? Dạ dạ để đó đi chị. Rồi qua đây có chị này là mẹ của em Tấn nè, đẩy uống nước dừa luôn. Đây uống dừa đây. Uống như vậy em. Rồi uống hả? Trời đất ơi. Rồi quất liền. Thôi uống không, chị chặt ra ha, trái ha. Thôi để ta chặt đây. Quá ngon. Rồi làm cho anh Phương cái luôn đi. Phương uống không? Uống với tôi nha. Ôi coi. Sao vậy? Bị kê. Bị răng coi ông cổ. Bị gì? Bị răng coi. Ông vừa mệt. Ông vừa mệt. Uống vừa vô mệt hả? Bị cái gì mà bị mới nói bị gì? Bị răng coi. Bị gì trời? Bị thặng hả? Coi bị thặng. Sỏi bị thặng hả? À. Thằng bị sỏi hả? Phải không? Ông nói câu này tôi không nghe được, khó nghe cả nhà. Ông uống nó dừa vô không có được hả? Bị cái cỏi nó bị ăn. À. Là tức là uống nước dừa vô là nó gà nhỏ chưa không? Nó mát đúng không? Trời. Tào lao quý lao. Quý ai trời. Ba có ăn cả đi cùng hiểu rồi có. Trời ơi trời. Hôm nay nói tôi bị khùng. Chọc con Phương, ông chọc tôi được thì tôi chọc ông được chứ. thì mọi người ơi, anh Phương nói chuyện rất là vui vẻ nha mọi người. Có đôi lúc á, nhiều lúc vui quá rồi cũng chọc ghẹo Thảo cũng như là anh Thanh. Hôm nay anh Thanh không có đi, mình nên quay cả nhà. Thì chọc cho mọi người vui, nói chuyện vui vẻ thôi chứ mọi người đừng có hiểu lầm nha. Cái nào lúc mà chị bệnh là anh Phương rất là nghiêm nha. Đâu? Rồi uống đi. Có gì đâu, phổi có thuốc hỏi nè, tôi uống nè. Nước dừa đổ vô đó luôn đó hả con? Ừ, đổ vô nè. Đèn, nước đá mà không dám cho uống. Nói gì chứ phổi uống gì, uống đi. Không, nó uống dừa, nước dừa cũng mát. Đó, có gì nè. Chủ đỉnh không sao đâu. Ừ. Uống ngon không? Im không? Hả? Nè. Rồi thôi, bây giờ... mình xin kết thúc clip lại tại đây ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nha.